Bước sang năm Giáp Thìn 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Ất Mão sinh năm 1963, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Thưa quý anh chị tuổi Quý Mão thân mến, nếu 1963 lươn lẹo một tí, hay thủ đoạn một tẹo, đường đời sẽ rộng mở lắm thay, biết điều chỉnh cảm xúc nói lời trái lòng. Mỏi mệt sẽ giảm nhiều lắm thay, cái thú vị của Quý Mão là họ không làm được họ cứ bộc trực thẳng thắn, vì vậy nên cứ luẩn quẩn ngược xuôi trong cõi nhân tình. Thành bại chưa xét chỉ là ít nhất cũng được sống thật với bản tâm, lươn lẹo hay mưu mô thủ đoạn nó không phải là kỹ năng, nó là một sự lựa chọn. Bẩm sinh không ai có tính lươn lẹo cả, nhưng cứ mòn đi phần nào tự trọng thì cái sự lươn lẹo lại càng nở rộ hơn. Cái Minh Đường Tử Vi viết không phải ca ngợi lươn lẹo, hay khuyên can anh chị lươn đi, cái Minh Đường Tử Vi viết chỉ là một lời than thở, thở than cho một cái cười nhạt của bản thân khi ngẫm về lòng người nơi nhân thế. Thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Quý Mão. Nếu không đề phòng và chú ý về vận trình của mình thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Nói đến sẽ có nhiều anh chị Quý Mão chẳng thể tin được Minh Đường Tử Vi. Vậy anh chị hãy dành chút ít thời gian để kiểm chứng nguồn thông tin về ba mối đại họa có thể ập đến bất cứ lúc nào trong năm 2024 này nhé. Thưa anh chị Quý Mão thân mến, có một trò chơi nhỏ đơn giản là nhắm mắt lại nghĩ về ba người mà anh chị yêu nhất, thương nhất, quan tâm nhất, ưu tiên nhất. Xong chưa, rồi chứ 99% Quý Mão 1963 sẽ không liệt kê tên mình vào trong đó. Lắm lúc ta quên mất rằng, bản thân ta cũng là một người cần được yêu thương, cần được ưu tiên, cần được quan tâm. Bởi chính mình một ngày nào đó có thể Quý Mão sẽ thành công, hoặc có một cuộc đời nhàn hạ viên mãn, khi đó anh chị sẽ cảm ơn ai, là cha là mẹ, là bạn bè hay đồng nghiệp, là người thương hay ân nhân. Dù có cảm ơn ai hãy nhớ đừng quên cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn cái bản tâm mình đã giữ lại ngọn lửa trong vắt như lưu ly mà đấu với cuộc đời, tránh để tâm tính mình bon chen sa ngã. Cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc, cảm ơn bản thân đã ngược xuôi chăm chỉ, cảm ơn bản thân đã kiên cường đương đầu khó khăn. Cảm ơn bản thân đã tự chữa lành khỏi những tổn thương, tự quên đi những suy tư thiệt thòi. Cảm ơn bản thân đã ở cạnh Quý Mão để nâng đỡ giữ nhau qua những ngày sóng gió. Vì mọi việc đang giống như trời đổ cơn mưa, thử thách bản tâm tìm cách dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong chính con người Quý Mão này. Vậy này quý anh chị Quý Mão, trước khi nghe những điều trong ba mối đại họa tiềm ẩn trong năm 2024 sắp tới đây sẽ ra sao, xin mời quý anh chị Quý Mão theo dõi phần luận giải dưới đây của các chuyên gia tử vi học nhé. 1. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi tuổi Quý Mão 1963 năm 2024 như sau. Tử vi 2024 nhận định, Giáp Thìn là một năm tiềm tàng nhiều khó khăn, thách thức với người tuổi Mão, mặc dù đã dễ thở hơn so với năm 2023. Cục diện hại thái tuế án ngữ, lại có nhiều hung tinh chiếu mệnh, sẽ luôn có những điều ngoài ý muốn thường trực, đây là thời điểm ưa tĩnh tránh động để chờ thời. Nếu không rèn luyện ý chí tốt, đương số sẽ thấy áp lực rất lớn, một số ít có thể ảnh hưởng cả đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Do đó, hãy tự nhủ phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, khi gặp khó khăn đừng chỉ lùi bước mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời, nếu cần thiết cũng nên nhờ người thân bạn bè xung quanh giúp đỡ. Tính cách, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn thách thức, có thể đối mặt với tình trạng bế tắc, xoay vòng vốn khó, khả năng xử lý vấn đề thiếu linh hoạt, khó tránh một vài thời điểm bạn thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình, đánh mất ý chí chiến đấu. Cục diện hại thái tuế khiến tài vận của người tuổi Mão giảm sút, kiếm tiền khó khăn do phần lớn tác động thời cuộc khách quan, con giáp này có thể mất tiền vì nhiều nguyên do, như buôn bán ảm đạm, làm việc sai sót, tiêu dùng bừa bãi, thậm chí do chính sự bất cần của mình, niềm tin trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Mão sẽ bị đem ra thử thách trong năm 2024. Bản thân con giáp này cũng trở nên đa nghi nhiều hơn, tâm lý bất ổn, có xu hướng trút các cảm xúc tiêu cực lên người bên cạnh, làm xấu đi mối quan hệ của mình. Nhiều hung tinh tác động khiến sức khỏe giảm sút, mắc không ít bệnh tật mỗi khi chuyển mùa. Cần phải chú ý hơn đến những thay đổi về thể chất trong cuộc sống hàng ngày, đi thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện ra bệnh. Thưa quý tín chủ tuổi Quý Mão, tuy năm nay là một năm tương đối vất vả với quý mệnh chủ, nhưng Minh Đường Tử Vi chúng tôi tin rằng Quý Mão là người bản lĩnh và trí thông minh cũng giúp Quý Mão luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét,
trong khả năng của người tuổi Quý Mão. Có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Vì vậy, năm 2024 Giáp Thìn này, chúng tôi tin chắc rằng Quý Mão sẽ vẫn có những thắng lợi bất chấp các hạn và sao xấu chiếu mệnh. Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết xem năm 2024 này, Quý Mão sẽ gặp những điều gì nhé. Về phương diện sự nghiệp, đây là năm Mão chịu tác động của cục diện hại thái tuế, lại có hung tinh trực phù án ngữ, công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian, nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi. Chưa phù hợp ở thời điểm này, vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, con giáp này cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn, tâm lý nóng nảy như vậy, có thể khiến bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt. Bất chấp hoàn cảnh, điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời, nhưng về lâu dài có thể sẽ gây hại, thậm chí vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn, cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm, không nên làm vào thời điểm vận khí sa sút như năm nay. Nhìn chung, bạn nên tĩnh thay vì động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Năm nay có cả thương quan tác động, người tuổi Mão dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc. Có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp, nghèo nàn ý tưởng, đặc biệt nếu đó là việc liên quan đến một số dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng. Bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty do sai sót cá nhân, nhẹ thì sẽ bị cấp trên chỉ trích, nghiêm trọng sẽ trực tiếp sa thải, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, thậm chí có thể bị kiện tụng, ngồi tù. Có những thời điểm công việc khó khăn, chồng chất bế tắc trong thời gian dài, khiến đương số mất niềm tin vào chính bản thân, đánh mất ý chí chiến thế đấu. Nếu không kịp thời chấn chỉnh tinh thần, bạn sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực đó, lúc này thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng được nhắc nhở cần đề phòng những kẻ tiểu nhân ganh ghét xung quanh mình. Con giáp này có thể phải đối mặt với sự ghen tị và áp bức từ đồng nghiệp. Điều này có thể dẫn đến tình thế khó xử trong công ty. Trong trường hợp này, bạn cần xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể, sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của bạn. Tuy nhiên, khoảng nửa cuối năm điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, có thể thăng tiến một chút trong sự nghiệp, nhưng đừng quên bản thân bạn vẫn đóng vai trò quyết định. Cụ thể, giữa hàng loạt những tác động xấu của vận khí như vậy, vận trình tuổi Mão vẫn có điểm sáng nhờ nhận được sự giúp đỡ của các tinh Thái Dương. Sao Tốt Thái Dương đặc biệt có lợi cho nam mệnh, hoặc dự báo tuổi Mão có khả năng được những nam lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nam thân thiện và có năng lực giúp đỡ. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ những người này, đừng ngại ngùng hay sĩ diện khi gặp phải những vấn đề mình không hiểu, mà hãy kịp thời nhờ đối phương cho lời khuyên tránh giấu dốt. Về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, năm 2024 tuổi Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh chủ về hao tài là kiếp tài chiếu mệnh, nên tiền bạc thất thoát khá nhiều, thu chẳng được là bao mà chi thì như muối bỏ biển. Trong năm nay, khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu, dù có tham vọng và cũng không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười, nên bản mệnh không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn, hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường mang lại, và cũng là tránh tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Năm nay bản mệnh Mão nên tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một thế mạnh riêng, phù hợp với người khác, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của mình, khối tài sản mà Mão có thể có được trong vòng một năm là điều mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng tầm nhìn của bạn có phần hạn chế, nóng nảy, do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong năm nay, thường thường chỉ nhìn thấy món lợi nhỏ trước mắt, bỏ qua những tiềm năng về lâu dài. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bạn có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chính tay mình hủy hoại nó. Năm 2024 cũng sẽ mang đến một số thách thức từ tình hình chung trên toàn thế giới, bao gồm suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt, hay những yếu tố chưa xác định khác. Người tuổi Mão cần giữ bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, có nhiều thời điểm thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm nhiều thứ hào nhoáng của Mão cũng rất đáng báo động.
Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Vận đen còn theo gót tuổi Mão khi trong năm Giáp Thìn bạn còn có nguy cơ mất hoặc làm rơi đồ có giá trị. Đó là một tổn thất lớn. Nếu bạn có ý định mua các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản, thì phải đặt sự an toàn ổn định lên hàng đầu và không được mơ làm giàu chỉ sau một đêm. Sẽ chẳng có miếng bánh ngọt miễn phí nào từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chạy theo xu hướng đam mê đỏ đen đánh bạc cho người khác vay tiền trong năm nay. Nếu không số tiền đầu tư hoặc cho vay có thể không thu hồi được, hãy nhớ thói quen quản lý tài chính tốt là nền tảng cho sự giàu có ổn định. Vì vậy bạn nên kiểm soát chi tiêu hợp lý, đầu tư an toàn, tránh lãng phí quá mức, nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm để không cảm thấy thiếu thốn khi cần dùng đến tiền. Về phương diện tình duyên, bước sang năm 2024, trong đời sống tình cảm người tuổi Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ xấu đi, tình yêu lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Hung tinh trực phù cũng khiến tâm tình của bạn dễ trở nên cáu kỉnh đa nghi. Đó là lý do niềm tin trong mối quan hệ của các cặp đôi tuổi Mão sẽ được thử thách trong năm Giáp Thìn này. Khi có vấn đề nảy sinh, bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Thay vào đó bạn thường áp đặt, buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai bạn. Cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Những người đã kết hôn cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực. Có thể trong tiềm thức, bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở trẻ em. Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay, người tuổi Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh. Gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi tuổi Mão năm 2024 nhận định về mặt sức khỏe, mệnh chủ được nhắc nhở nên cẩn thận trước những mối nguy hại do hung tinh tác động, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có thể xảy đến với bạn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh khoa học để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Đó là bí quyết để đẩy lui mọi bệnh tật. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần nên được chú ý chăm sóc trong năm nay. Áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều. Mất ăn, mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực, nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Với những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, bạn nên tìm một phương pháp tập luyện phù hợp với mình. Cường độ không nên quá cao, nếu không có thể vô tình bị thương về xương cốt và có thể phải nằm trên giường lâu dài. Người tuổi Mão có thói quen lái xe, nên chú ý lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông. Một số người tuổi Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn. Cẩn thận bị ngã chảy máu khi làm việc hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, ngoài việc chú ý đến những thay đổi về thể chất của bản thân trong năm nay, bạn cũng nên quan sát kỹ vấn đề sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già đang ốm đau và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Quý Mão 1963 trong năm 2024 như sau. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa xuân 2024 của tuổi Mão. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Công việc làm ăn chưa có biến động nhiều, vẫn cứ lề thói cũ mà theo, tài lộc ở mức bình ổn, tránh tiêu xài lãng phí mà lâm tình cảnh vay mượn. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão, tinh thần bất ổn, dễ nóng nảy hay trút giận sang người khác, công việc gặp trục trặc, có tiểu nhân ngáng đường, tiền bạc khó kiếm, đề phòng bị mất trộm hoặc đánh rơi. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn, đêm tiểu nhân quấy phá, công việc áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe, đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan đến tứ chi. 2. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa hè 2024 của tuổi Mão. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ, tự mình lo liệu công việc, bận rộn suốt tháng mà nguồn thu nhập chưa thấy gia tăng, nên tập trung đa dạng các nguồn thu nhập thay vì chỉ trông chờ vào đồng lương. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ, đề phòng hỏa hoạn hoặc bị mất trộm đồ quý giá, có lộc về làm ăn kinh doanh nhưng chưa mạnh nên trân quý từng cơ hội nhỏ. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi, vận quý nhân khởi vượng,
Lúc lâm nguy có người tới ứng cứu kịp thời, tài khí vượng có cơ hội gia tăng thu nhập chính và cả nguồn thu phụ. 3. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa thu 2024 của tuổi Mão. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân, gia đạo bất ổn, liên tục xảy ra cãi vã hay tranh chấp nội bộ, tình cảm lứa đôi nhạt nhòa, có thể chia ly, đi đứng thận trọng hạn chế đường sông nước kẻo gặp họa. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu, công việc lâm thế khó khăn, bế tắc, tiền bạc khó kiếm đã vậy lại tiêu hao nhiều, càng cố gồng mình chống lại thì càng mệt mỏi, chi bằng buông xả phiền muộn biết đủ là bờ. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất, tinh thần đã ổn định hơn, có thể đưa ra quyết sách quan trọng nào đó trong tháng. Có khách từ xa báo tin vui tới hoặc đi xa được lộc, đường tình duyên bớt lận đận do đương số đã bày tỏ quan điểm rõ ràng. 4. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa đông 2024 của tuổi Mão. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi, tài lộc vượng, thu nhập gia tăng đáng kể, có thể tích lũy khoản không nhỏ cho các tình huống khẩn cấp, công việc làm ăn khá suôn sẻ. Càng về cuối tháng càng vượng khí, có thể ký kết hợp đồng lớn hoặc được lĩnh một khoản thưởng hậu hĩnh. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý, thị phi đeo bám, tiểu nhân không ngừng gièm pha khiến uy tín bị tổn hại, chi tiêu nhiều tiền bạc cho các dự định quan trọng như sửa chữa nhà cửa, con cái đi du học hoặc chuyện sinh con đẻ cái. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu, sức khỏe giảm sút đáng kể, đề phòng các bệnh về tim mạch hoặc đường hô hấp, đi đứng cẩn thận kẻo tai nạn xe cộ, ngoài ra đề phòng ngộ độc thực phẩm trong các bữa tiệc tùng cuối năm. Thưa quý vị, không biết ở đây có quý vị nào tò mò về tử vi tháng 1 âm lịch trong năm 2024 của quý tín chủ tuổi Quý Mão 1963 sẽ ra sao không? Vậy để Minh Đường tử vi bật mí phần luận giải của các chuyên gia nhé. Có thể nói rằng, tương quan cả năm 2024 tuy khá không được như ý, nhưng với tháng đầu tiên của năm 2024 âm lịch này, tràn đầy hy vọng về một tháng may mắn và một khởi đầu tươi sáng cho năm mới bội thu và gặp nhiều niềm vui. Dù bạn là người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, nhưng Bách Việt soi sáng sẽ củng cố cho con đường của bạn phía trước, kết hợp với Nguyệt lệnh Mộc dục cũng chỉ đường để bạn không bị lạc lối, đảm bảo cho bạn cái Tết bình yên. Bước sang tháng 1 âm lịch trong năm này, bạn phải bắt đầu suy nghĩ về tương lai và những thay đổi trong công việc. Tháng này có thể bạn sẽ gặp những bước đột phá mới khiến bản thân bất ngờ, không bắt kịp là tuột mất cơ hội tốt. Mão cứ suy nghĩ đơn giản để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và chỉ khi đó bạn mới có thể giúp đỡ người khác, bạn sẽ tạo ra những hạt giống nghiệp tốt và giúp bản thân có năm mới suôn sẻ hơn. Tháng này là tháng mà vạn vật trẻ lại và gió xuân mang đến niềm vui, Mão cứ thoải mái và sống cuộc sống mình mong muốn. Đừng để ý đến lời bàn tán của bất cứ ai về mình, hãy cứ sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm, niềm vui sẽ tìm tới bạn. Vận may trong tháng này sẽ dồi dào, công việc của bạn sẽ đạt mức cao hơn, thúc đẩy sự phát triển thuận lợi về mọi mặt, có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh hoặc thay đổi công việc. Lưu ý là tháng này đôi khi bạn có tư tưởng hơi cực đoan, không dễ tiếp thu lời khuyên của người khác, nhiều khi cứ nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, cuối cùng lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng lại nhận được đáp án sai. Các bạn trẻ mới vào nghề cần phải nỗ lực hơn và tìm kiếm thêm lời khuyên từ các tiền bối có kinh nghiệm, điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc. Cứ mạnh dạn hỏi những điều mình chưa biết, không giấu dốt, chắc chắn bạn sẽ nhận được lời khuyên tuyệt vời. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch cho thấy, năm mới bạn rất nhạy cảm với tiền bạc và có tầm nhìn đầu tư tốt. Giữa tháng có nhiều cơ hội kiếm tiền, dự đoán bạn sẽ nhận được cơ hội làm ăn tốt từ người thân. Trong tháng thỉnh thoảng có những bất ngờ nhỏ, điều này sẽ khiến bạn có động lực kiếm tiền và trả nợ. Năm mới cứ nhắc đến chuyện kiếm tiền là bạn cảm thấy hào hứng. Suốt ngày than thở cũng chẳng ích gì, tốt hơn hết bạn nên tìm điều gì đó vui vẻ để giải trí và chuyển hướng sự chú ý của mình sang những điều tích cực để đầu óc được khai mở. Đỡ suy nghĩ tiêu cực, từ đó có thể kiếm được những khoản tiền bất ngờ, hãy nhanh chóng xua tan sương mù. Nở nụ cười rạng rỡ và gửi lời gọi ấm áp đến tình yêu mà bản thân đang mong chờ trong tháng đầu năm này, hoa đào sẽ nở rộ và đường tình duyên của bạn cũng sẽ nở hoa. Tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Mão âm lịch nhắc các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình. Nếu lơ là một lúc việc chữa bệnh sẽ tốn rất nhiều tiền, khuyến cáo các bậc cha mẹ nên cân bằng giữa gia đình và công việc, không nên để con một mình, hoặc giao con cho người lạ để tránh việc trẻ ăn phải đồ ăn linh tinh, gây ngộ độc thực phẩm, chơi đùa ngã xây xước chân tay. Tuổi Mão cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của bản thân trong mấy ngày Tết, hạn chế ăn nhiều đồ nếp, bánh kẹo ngọt.
Để dạ dày không bị quá tải, hãy tăng cường sức khỏe cho đường ruột bằng cách ăn nhiều rau củ quả, uống sữa chua và chăm đi bộ. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Quý Mão 1963 trong năm 2024. Nam mạng gặp sao Mộc Đức và hạn Huỳnh Tuyền chiếu mệnh. Mộc Đức là cát tinh trong hệ thống cửu diệu, năm có sao này chiếu mệnh thì dù gặp khó khăn cũng không hoang mang, chuyện gì cũng thành công. Cách hóa giải hạn Huỳnh Tuyền, công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Cách hóa giải theo phong thủy. Màu sắc phong thủy. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Đồ phong thủy. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Thiện tâm tăng cát khí. Trong năm có sao này chiếu, càng làm nhiều việc tốt, việc thiện càng dễ tạo phước báu cho bản thân và cả những người xung quanh. Khi phước đức dày, nguy nan nào cũng có thể vượt qua, cuộc sống thêm phần an nhiên, tự tại. Đối với nữ mạng Quý Mão, bị sao thủy diệu tinh chiếu mệnh và gặp hạn toán tận. Thủy diệu tinh được xếp vào hàng trung tính, bao gồm cả tính chất tốt và xấu, nhưng thiên về tốt nhiều hơn. Khi nhập cát vận thủy diệu chủ về niềm vui, phúc lộc và hỷ vận. Người lớn gặp hỷ đi xa phát tài, thêm người, thêm của. Khi nhập hung vận thì cần đề phòng thị phi, vui quá mà phát bi. Cách hóa giải hạn toán tận. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống tinh thần, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Thưa quý vị, tích đức hành thiện là phong thủy tốt nhất đời người. Nếu là người có phúc thì nơi họ ở cũng là phúc địa, đất lành. Con người ở nơi được cho là phúc địa, đất lành, nhưng tâm tính không tốt thì phúc phận cũng theo đó mà tiêu tan. Vậy nên, kỳ thực phong thủy quan trọng nhất của đời người là chính mình. Phong thủy trên chính là thấu hiểu lẽ xoay vần của trời đất, sống sao cho thuận với nguyên lý chân thiện nhẫn của vũ trụ. Xưa có một người muốn xây nhà, đi mời thầy phong thủy đến xem phong thủy. Trên đường đi từ xa trông thấy chim chóc bay loạn xạ phía trên miếng đất mà mình đã chọn. Người này nói với thầy phong thủy rằng, chúng ta trước tiên hãy về nhà đã. Chim chóc bay loạn xạ phía trên mảnh đất đó nhất định là có trẻ con đang trèo cây hái đào. Chúng ta đến sẽ kinh động chúng, khiến chúng sợ có thể ngã từ trên cây xuống thì không hay rồi. Thầy phong thủy nói với người đó rằng, không cần xem phong thủy nữa, thiện tâm của ông chính là phong thủy tốt nhất. Bất kể ông xây nhà ở đâu, đều sẽ thuận lợi. Sau này nhất định sẽ sinh ra phong thủy tốt. Ngày nay mọi người nơi nào cũng xem phong thủy, cầu vận may, nào có hay tích đức hành thiện chính là phong thủy tốt nhất. Cái tâm thiện lương và khí cát tường của phong thủy là tương thông. Người hành thiện tích đức có thể được thần chiếu cố, làm việc thiện thì trời giáng trăm điều may mắn, làm việc ác thì trời giáng trăm điều tai ương, xưa nay vốn là như vậy. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.